qua bao gian khó, vững bước trên đường đi, vượt gian nan thử thách, không ngại chi sương gió, rèn luyện thêm ý chí, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách là vượt lên chính mình, lòng ta luôn khao khát, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách là vượt lên chính mình. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình được phát sóng trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả những hộ gia đình có vay vốn ngân hàng, có ngành nghề và có nhu cầu xóa nợ để vươn lên trong cuộc sống. Ngày hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình đã có mặt tại xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Để hiểu hơn về gia đình thí sinh ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phóng sự sau đây. Từ thành phố Cao Lãnh, chúng tôi hướng về huyện Tam Nông để đến với xã Phú Ninh, nơi dừng chân tuần này của Vượt Lên Chính Mình. Huyện Tam Nông là huyện thấp nhất của tỉnh Đồng Tháp, lại giáp với sông Tiền nên hàng năm phải đối diện với ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống phụ thuộc vào nông nghiệp của người dân nơi đây. Trong rất nhiều hộ còn khó khăn ở xã Phú Ninh, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc nuôi là một hoàn cảnh đặc biệt, đang cần sự chia sẻ, giúp đỡ. Chồng mất trong tai nạn lao động khi anh đi làm phụ hộ. Lúc chị đón nhận hung tin, chị cũng chỉ mới biết mình đang mang thai vài tháng. Dù mang khổ đau tận cùng, chị cũng gắng gượng để làm chỗ dựa cho ba người con, từ nay mồ côi cha mãi mãi. Rời Cần Thơ, nơi gia đình trước đây ở trọ mưu sinh, chị về Đồng Tháp và tá túc nhờ nhà người chú. Hằng ngày, chị đi làm thuê theo mùa vụ ở nông thôn. Những buổi không học, các con thường theo chị để đỡ đần phụ mẹ. Trong cái nắng gay gắt giữa rẫy ớt, hình ảnh hai cháu nhỏ bé côi cút và đáng thương làm sao cái phận mồ côi. Không còn chồng cùng san sẻ buồn vui, chị nuôi đã phải trải qua những tháng ngày đầy cơ cực. Phần lớn thu nhập của chị phụ thuộc vào công việc bán hột vịt lộn và chuối nướng ở ven đường. Và hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây, đó là chiều chiều các con chị phụ mẹ rong ruổi khắp xóm để mong bán hết đồ cho mẹ. Trở về với nơi bốn mẹ con chị nương nhờ mấy năm nay, đó là một góc nhỏ dưới căn nhà sàn, cũng chỉ đủ kê chiếc giường và che tạm vài tấm ni lông cũ nát. Cũng là nơi các con học tập, là nơi các con yên giấc mỗi khi đêm về. Nhưng với chị nuôi thì, nơi đây là nơi chị trằn trọc bao suy tư, là nơi khóc thầm mỗi khi con đã ngủ say. Thấy con mình nó học bài, mình đâu có biết chữ đâu, mình dạy cho con, kèm cho con học. Phải chi cha còn sống thì cha dạy cho con, chứ giờ cha mất rồi thì thôi tụi con cố gắng lo học tự lên đi, mẹ không biết chữ mẹ dạy. Nằm đêm suy nghĩ hoài, giờ không biết làm gì để có khả năng có cái nhà để mà lo cho con, cho nó có cái nhà, có mái ấm gia đình. Lo sợ lúc mình nhắm mắt đi, con mình không có cái mái ấm ở, nó đàng hoàng tử tế, nó lang thang lứt thứ, em sợ lắm. Không có nhà, bàn thờ chồng chị phải để nhờ nhà người cô gần đó. Cứ mỗi chiều khi xong việc, chị lại dắt các con sang nhà cô để đốt nén nhang. Xót xa làm sao trước hoàn cảnh của người phụ nữ này và lo lắng làm sao trước tương lai của ba mái đầu thơ dại. Cần lắm những sẻ chia với gia đình chị để nơi này vơi dần đi những vất vả, khổ đau. Quý vị vừa đến với đoạn phóng sự rất là cảm động về gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc nuôi. Chị một mình phải lo cho ba đứa con. Anh đã đi mãi mãi khi chị còn mang thai đứa con thứ ba.
gia đình ngặt nghèo lại càng ngặt nghèo nhiều hơn nữa. Và hiện nay thì phải nói sức khỏe của chị cũng không được tốt lắm. Ba đứa con có thể nghỉ học bất kỳ lúc nào nếu như không có tiền đóng học phí. Tôi nghĩ rằng đó chính là những cái điều trăn trở không chỉ của gia đình mà điều trăn trở của tất cả mọi người làng xóm cũng như là của những người thực hiện chương trình Vượt Lên Trên Mình. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi có mặt nơi đây để mong chia sẻ những điều khó khăn đó với gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Nuôi. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón gia đình thí sinh Vượt Lên Chính Mình. Xin chào chị, anh mất từ năm nào? Dạ mất hôm nay 3 năm mấy rồi. Đi làm té từ lầu 3 tới xuống. Từ lúc anh mất như bây giờ thì chị gặp khó khăn như thế nào? Dạ khó khăn ở thì ở đậu nhà của thím Sáu ở dưới sàn, không có nhà, cứ có cái giường má mấy con ở, ai mướn gì làm nấy, giấc trưa về thì bán hộp vịt với chú nướng kiếm đồng lời cho hai mấy đứa nhỏ đi học. Mỗi ngày như vậy thu nhập khoảng được bao nhiêu tiền chị? Dạ có 30-40 ngàn. 30-40 ngàn. Khó khăn vất vả như vậy thì có khi nào chị có ý định là cho con chị nghỉ học không? Dạ cố gắng tảo tần cho nó đi học tới đâu hay tới đó chứ chưa có yên nghỉ đó. Tại vì mình còn buôn bán được, mình lo cho nó được. Rồi chú Linh chào con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 12 tuổi. 12 tuổi. Con có khi nào nằm mơ thấy ba mình không? Dạ có. Lúc đó thì con nghĩ gì? Dạ con nghĩ là ba con sống lại lo cho gia đình con. Con mơ ước là ba con sống lại lo gia đình con hả? Rồi con mong điều gì sẽ giúp đỡ mẹ? Dạ con giúp mẹ buôn bán tiếp, mẹ đừng lo cho mấy em. Rồi con học lớp mấy? Con học lớp 3. Con lớp 3 hả? Con có thường xuyên thấy mẹ mình khóc không? Thấy. Rồi lúc mẹ khóc á con làm gì? Dỗ mẹ. À con dỗ mẹ hả? Rồi tội nghiệp quá hả? À kính thưa quý vị, phải nói là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Ngọc Nuôi thật là xót xa. Số nợ còn đó, khó khăn vẫn còn đó, và làm sao để có tiền trang trải gia đình và lo cho ba người con như vậy. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau để chúng ta góp sức giúp cho chị một chút gì đó để đỡ vất vả hơn. Và ngày hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình có mặt nơi đây để giúp cho chị vượt qua hai vòng thi. Ngay bây giờ thì Quỳ Linh xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Quý vị đang đến với vòng 1 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày cũng rất là khó khăn với gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Nuôi cùng hai con của chị. Tôi nghĩ rằng công việc này cũng hơi vất vả chút xíu, nhưng hàng ngày chị vẫn bán chuối và bán hột vịt lộn và hai con của chị vẫn làm điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tạo cơ hội cho chị để trả đi số nợ 6 triệu đồng với chị và hai người con. Tuy còn rất nhỏ nhưng mà người ta nói rằng tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Hai bé cũng đã cố gắng hết sức mình để hỗ trợ mẹ trong việc phát triển kinh tế gia đình. Hy vọng ngày hôm nay là hai con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình để giúp chị xóa đi 6 triệu. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1 với nhiệm vụ là làm chuối. Chị sẽ cắt chuối và sau đó là con sẽ đem chuối qua cho anh của con. Anh con sẽ cuốn lá chuối lại và sau đó chị sẽ đem tất cả chuối qua ra ngoài đây và đem đến lò nướng này. Trong vòng 1 phút 30 giây, gia đình có nhiệm vụ là làm được 25 trái chuối. 25 trái chuối quý vị nha. Xin mời con trai kiểm tra đồng hồ cho chú Huyền Linh. Không không. Không không. Con nghĩ rằng đồng hồ sẽ dừng lại bao nhiêu? 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây. Tôi nghĩ rằng những tràng pháo tay của quý vị sẽ là một cái tinh thần khích lệ rất lớn đối với gia đình của chị Nguyễn Thị Ngọc Nuôi và hai con. Chuẩn bị 1 phút 30 giây làm 25 cái chuối. Bắt đầu. Rồi bắt đầu đi. Ta lột chuối ra. Lột chuối nhanh lên. Rồi con đem chuối qua cho anh đi. Nhanh lên. Ở bên đây con trai sẽ cuốn lấy chuối và cuốn chuối lấy tầm kim vào. Nhanh lên con. 1, 2, 3. Cố lên. Cố lên. Cố lên, những tràng pháo tay quý vị liên tục mạnh lên nữa, đồng viên tinh thần cho chị Nuôi và hai người con rất là cố gắng. Vẫn còn thời gian rất nhiều, 1 phút nữa, chị cố gắng nhanh lên để cho con bên kia làm cho nó nhanh nữa. Còn rất là nhiều chuối còn tí, gần chục cái chuối nữa, nhanh lên. Quan trọng là chị thôi, ở bên kia thì con trai làm rất nhanh rồi.
hồi hộp nên có thể là những động tác chậm hơn ngày thường. Con trai giỏi lắm, con trai rất là giỏi. Còn hấp, còn nhanh lên. Rồi, anh chú và đưa đi, đem qua. Nhanh lên. Còn 15 giây. Nhanh lên, đem qua chú qua đi. Được rồi, đem hết qua đi chị. 10 giây. 5 giây. Nhanh lên, còn 2 giây nữa. Đem qua, 5, 4, 3, 2, 1. Để xem bên đây còn trái chuối nào không. Nếu như còn một trái là gia đình cũng thua luôn. Quý vị thấy còn trái nào không? À, như vậy là hết chuối rồi. 25 trái chuối cũng đã để lên nướng xong rồi. Một trái chuối này bán được bao nhiêu tiền một trái chị? Dạ 4 trái 5 ngàn. 4 trái 5 ngàn. Trong 5 ngàn đó chị lời được bao nhiêu? Lời được 500. À, lời được 500. Rồi hôm nay con thấy sao? Con làm được không? Được. Con làm được hả? Con mong gì cho mẹ con? Sẽ bán được nhiều tiền để chăm sóc cho con đi học. À, con mong mẹ sẽ bán được nhiều tiền để chăm sóc, để lo cho con đi học. Đó là ước muốn của hai người con. Chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra đồng hồ để xem chị và hai con có chiến thắng hay không. Theo quý vị thì gia đình có chiến thắng ở vòng 1 không ạ? À? Ai nói chiến thắng đưa tay lên nào. Chúng ta cho tràng pháo tay thật lớn lên nào. Và đồng hồ đã dừng lại 1 phút 29 giây. Xin chúc mừng gia đình. Thưa quý vị, cuối cùng thì đồng hồ đã dừng lại phút 29 giây, giúp gia đình chị xóa đi số nợ là 3 triệu đồng. Một lần nữa chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng gia đình của chị Nguyễn Thị Ngọc nuôi. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân sẽ trao số tiền ở vòng xóa nợ 3 triệu đồng cho gia đình chị nuôi. Xin mời bà. Chúng ta đang đến với trò chơi dành cho hai đội trong ngày hôm nay. Hai đội chơi đến từ trường trung học cơ sở Phú Ninh. Đội bên tay phải của Linh là 8A4 và bên tay trái là 8A7. Chúng ta sẽ tham gia trò chơi là ghép logo Most Like Go So Good. Đội nào ghép trước đẹp nhất, đội đó sẽ nhận được 2.500.000 đồng. Đội nào ghép sau sẽ nhận được 1.500.000. Sẵn sàng, trò chơi bắt đầu. Nhanh lên. Và cổ vũ cho đội chơi. Cẩn thận, ghép vô, chạy dây, mở lên. Rồi, chạy dây các bạn. 8A7, 8A4, chạy lên. Kéo cao vào 4 lên. Chạy nhanh về. Nhanh nhưng mà cẩn thận các bạn nha. 8A7 đã vượt lên. Chạy ra đi. Chạy lên. Đội 8A4 có hơi trục tặc chút xíu. Nhưng mà không sao, đang lấy lại tinh thần. Trời ơi. Một bạn ghép cuối cùng rồi, lên cắn đi. Lên cắn đi, ba bạn lên. Lên sửa lại. Mau lên, chạy lên, lên sửa lại. Anh chạy càng tốt. Chụp sửa xong chạy về vị trí. Chạy về, mau lên. Cố gắng nhanh lên. Rồi, chạy về. Đội 8A7 lúc đầu chạy rất là nhanh, không bị gặp trục trặc, nhưng cuối cùng hơi bị rối và xếp các bạn cũng chưa đẹp lắm. Chúc mừng đội 8A4, như vậy các bạn đã hoàn thành, mặc dù các bạn có sự va vấp chút xíu, ngã chút xíu, nhưng không sao, cuối cùng là cái logo rất là đẹp, Most Like So Good. Chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng đội 8A4. 8A4 sẽ nhận được số tiền là 2.500.000 đồng. Xin mời đại diện địa phương sẽ trao 1.500.000 đồng cho đội 8A7 và 2.500.000 đồng thuộc về đội 8A4. Xin chúc mừng hai đội. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 2 để tiếp tục gia đình của chị nuôi sẽ trả 3 triệu đồng còn lại của ngân hàng. Ở vòng 2 thì nhiệm vụ của chị rất đơn giản như hàng ngày. Hai con sẽ làm nhiệm vụ đem một vịt lộn ra bàn. Rồi chị sẽ đem rau răm muối tiêu ra. Trong vòng 1 phút 30 giây, chúng ta sẽ thấy được 27 trứng vịt lộn nằm ở các bàn.
bàn số 2, 2 trứng, bàn số 3, 3 trứng, bàn số 4, 4 trứng, bàn số 5, 5, bàn số 6, bàn số 7, 7 trứng. Nếu thiếu một trứng hoặc vịt lộn hoặc thiếu một dĩa rau răm, thiếu một chén muối tiêu thì gia đình sẽ không chiến thắng. Rồi chuẩn bị, 1 phút 30 giây để hoàn thành 27 trứng vịt lộn, bắt đầu! Nhanh lên, đem ra, đem rau răm, đem vịt lộn và đem muối tiêu ra, nhanh lên! Rồi, cả nhà không muốn ăn đi nè. À, ăn đi, ăn đi con. Không chưa? Nhanh lên. 27 trứng thịt lộn có hoàn thành hay không? Tôi nghĩ rằng việc này cũng đơn giản thôi, quan trọng là nhanh chút xíu thôi. Ngày nào mình cũng bán thịt lộn mà. Rất là nhanh. 1, 2, 3, cố lên. Còn muối tiêu nữa, còn muối tiêu nữa. Nhanh lên. Xong chưa, xong chưa? Bày ra, bày muối tiêu ra. Nhanh lên, còn có 10 giây thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Xong chưa? Kiểm tra coi nha. 2 trứng nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 trứng, 10 ngàn một trứng không vịt lộn. Bà con nào mua ủng hộ đi. Ai mua ủng hộ đâu? Hai, trời ơi mua trứng 250 luôn. Con đem trứng đi bán đi, còn ai mua nữa? Đâu, ai mua nhiều ủng hộ bấy nhiêu. Đâu bà con đâu? Ủng hộ mà. Rồi trứng 50. Bán luôn. 50 ngàn trứng luôn. Rồi đâu? Rồi, khỏi lấy trứng luôn. Cảm ơn anh. Đây, 100 ngàn trứng hả? Đem trứng đây con. Rồi, cảm ơn luôn. 500 ngàn một trứng, Quỳ Linh đã bán kỷ lục hộp vịt lộn 500 ngàn một trứng. Chúng ta cho tràng tay anh tên gì anh? Anh tên Hòa, anh ở đâu anh? Tôi tên Hòa ở xã Phú Thọ. Anh Hòa xã Phú Thọ mua trứng vịt lộn 500 ngàn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, 50 ngàn trứng. Lại đây thu luôn nè. Rồi, cảm ơn chị. Thưa quý vị, cuối cùng thì công việc cũng đã hoàn thành. Quỳ Linh đã bấm đồng hồ lại và bán hết 27 trứng hột vịt lộn. Bây giờ trên tay Quỳ Linh là số tiền bán vịt được là 2.360.000. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn những cái tấm lòng đã ủng hộ gia đình của chị Nguyễn Thị Ngọc nuôi. Đây toàn bộ số tiền của chị ha. Dạ em cảm ơn bà con đã ủng hộ mẹ con em. Em thành thật cảm ơn. Và bây giờ sau khi bán hết hộp vịt, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra đồng hồ xem gia đình chị có vượt qua vòng 2, xóa đi số nợ 3 triệu đồng hay không. Thưa quý vị, cuối cùng thì đồng hồ đã dừng lại 1 phút 28 giây. 1 phút 28 giây là giúp gia đình tiếp tục xóa đi số nợ là 3 triệu đồng. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay chị sẽ đã có một ngày thật vui cùng tất cả bà con với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Một lần nữa chúng ta vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho 1 phút 28 giây. Chúng tôi xin mời ông Lâm Văn Gợn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, sẽ trao số tiền ở vòng xóa nợ 2 3 triệu đồng cho gia đình chị nuôi. Xin mời ông. Chúc mừng chị. Như vậy là gia đình đã vượt qua 2 vòng thi, xóa đi số nợ là 6 triệu đồng. Có thể nói bây giờ thì chị rất là nhẹ người rồi, không còn lo về số nợ đó nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục với Vượt Lên Chính Mình ở vòng cấp 4. Ở vòng cấp 4 này gia đình chị sẽ có cơ hội chọn 2 logo trong các logo của nhà tài trợ. Bên tay phải Quyền Linh với các logo Milliket, nói đến mì tôm, nhớ đến Colusa Milliket.
mỹ phẩm sen hồng đẹp mãi với thời gian, ống kẽm hoa sen bền vững đến tương lai, siro ngon hoa thiên giải pháp hiệu quả cho trẻ biếng ăn, sữa đậu nành Farmy nguyên chất ngon sánh mịn, tôn hoa sen mái ấm gia đình Việt. Bên tay trái Quyền Linh là thuốc thú y Bio, niềm tin trọn vẹn cho nhà chăn nuôi do công ty Bio Pharma Chemy sản xuất. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Moslite diệt mũi kiến dáng, Moslite so good. Bột giặt và nước rửa chén nếp, sản phẩm giặt rửa chất lượng cao. Nhãn hiệu giày dép Bioren Kata, sản phẩm của công ty Hù Kiệt. Kem đánh răng Doren, miệng môi tuyệt vời. Rồi, xin mời chị, chúng ta nhìn kỹ đi con trai, nhìn kỹ đi. Mình chọn một bản bất kỳ nào. Rồi, mời chị. Cho con em chọn. Con chọn là thuốc thú y Bio. Thuốc thú y Bio, chị có đồng ý với ý kiến con không? Rồi, chúng ta sẽ rút bản logo thuốc thú y Bio. Số tiền đầu tiên dành cho gia đình chị là 6 triệu đồng nữa. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có số tiền dư ra là 6 triệu rồi. Mình sẽ chọn logo thứ hai. Rồi, xin mời chị. Chọn tôn hoa sen. Tôn hoa sen. Chúng ta sẽ rút bản tôn hoa sen mái ấm gia đình Việt với số tiền là 10 triệu đồng. Như vậy là chị đã có 16 triệu đồng ở vòng cấp 4. Xin chúc mừng gia đình chị. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Lén, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã sẽ trao số tiền ở vòng cấp 4 16 triệu đồng cho gia đình chị nuôi. Xin mời ông. Xin chúc mừng gia đình chị và ngay bây giờ xin mời gia đình tiếp tục đến vòng rút thăm may mắn của Việt Lâm chúng mình. Còn bây giờ thì chị sẽ nhận thêm một phần quà từ nhà tài trợ. Một năm uống sữa miễn phí, sữa đậu nành Farmy. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay nữa để chúc mừng gia đình chị. Đây, có sữa rồi. Bây giờ thì gia đình của chị Nguyễn Thị Ngọc nuôi sẽ đến vòng rút thăm may mắn ở 3 thùng phiếu. Tôn hoa sen mái ấm gia đình Việt 1 phiếu 30 triệu và 9 phiếu 3 triệu. Sữa đậu nành Farmy 1 phiếu 30 triệu và 9 phiếu 3 triệu. Siro ngon hoa thiên cũng thế. 1 phiếu 30 triệu và 9 phiếu 3 triệu. Gia đình sẽ rút bất kỳ. Hy vọng những sự may mắn sẽ thuộc về gia đình. Rồi, đầu tiên xin mời con trai Tấn Tài 1 phiếu. Tấn Thọ 1 phiếu. Tôn hoa sen mái ấm gia đình Việt. Ống kẽm hoa sen 3 triệu đồng. Rồi, chúc mừng con trai. Số tiền sữa đậu nành Farmy. Số tiền là 30 triệu đồng. Dạ con trai, chúc mừng con. 30 triệu đồng và sữa đậu nành Farmy. Siro ngon hoa thiên. Số tiền là 3 triệu đồng. Chúc mừng chị. Thay mặt nhà tài trợ xin gửi tặng cho chị những cái phần quà. Ống kẽm hoa sen 3 triệu đồng. Rồi, con trai bên kia cầm đi. Siro ăn ngon hoa thiên 3 triệu đồng. Và cuối cùng là sữa đậu nành Farmy 30 triệu đồng. Còn chúng ta may mắn gia đình đã nhận được số tiền 36 triệu đồng. Xin chúc mừng chị. Như vậy là gia đình chị đã trải qua một thời gian thật là ấn tượng với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Rất nhiều những cái tấm lòng cũng như phần quà của nhà tài trợ trong chương trình. Tổng cộng trong một ngày này, gia đình của chị Nguyễn Thị Ngọc nuôi đã nhận số tiền là 63 triệu 360 ngàn đồng. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng gia đình chị. Xin trao toàn bộ số tiền này cho chị. Và chúng ta sẽ dự định để làm gì với số tiền này chị? Dạ, em về em cắt nhà để cho con em ở. Như vậy là cũng có một cái điều rất là may mắn, hạnh phúc trong ngày hôm nay rồi. Với số tiền này tôi nghĩ rằng chị sẽ có một cái căn nhà để che nắng, che mưa cho ba đứa con. Và với số tiền này chị sẽ có tiền để đóng học phí cho con. Nợ thì chúng ta không còn nữa rồi.
Cảm ơn tất cả những cái tấm lòng có mặt trong ngày hôm nay cùng với những nhà tài trợ chương trình. Xin cảm ơn Tôn Hoa Sen, Mái Ấm Gia Đình Việt, nhãn hàng sữa đậu nành Farmy, nhãn hàng Siro Ngon Hoa Thiên đã đồng hành với Vượt Lên Chính Mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngân hàng để cùng với gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Nuôi xóa nợ. Có những mảnh đời buồn bã trong cuộc sống, có những mảnh đời chơi vơi trong sầu lo. Ngày thâu đêm không biết đi tìm đâu, tìm cứu cánh giữa sóng xô biển rừng xa, đường sẽ thênh thang nếu ta vượt lúc gian nan. Từ trái tim ta khát khao luôn dâng đầy, giữ trọn niềm tin vượt lên chính mình. Vượt lên chính mình, hãy cố lên bạn ơi. Vượt lên chính mình, đừng giây phút buông lời. Vượt lên chính mình, bằng niềm tin ý chí. Thành công nhé bạn, từ phút giây này đây. Vượt lên chính mình, hãy vững tin bạn ơi. Bằng bao nỗ lực, để vươn tới tương lai. Bình minh đến rồi, một ngày mai tươi sáng. Tự tin sức mình,